Mày gắt kiểu gì đấy nhở? Mày gắt tao kiểu chiến chiến tí, đi chơi cũng việc. Bình tĩnh thôi, chiến chiến gì? Ôi, có đầu chiến. À, mày gắt kiểu đéo gì đấy? Kiểu đéo gì không? Mày nói kiểu đéo gì đấy? Mày nói kiểu đéo gì chú ơi? Sao này... Làm sao ấy? Hai thằng làm sao ấy? Vào quán, nó văng tục cả cháu. Thế hai thằng làm sao? Nó cắt cháu kiểu đéo gì đau ấy, chết cả đầu à. Sao cháu lại ấn đau đầu nó? Cháu cắt bình thường mà, có khách cháu kêu xài bị làm sao ấy. Đùa chú cắt thì chẳng hay. Đau à? Nó ấn đau à? Đau đúng. Chắc là ông cháu mày tao với đó nó cay. Ông cháu bao tuổi rồi? Cháu mày 37 tuổi rồi. Mày bao nhiêu tuổi? Cháu gần 20. Gần 20 mà mày tao với nó thì nó chả bực. Nhìn mặt nó lấy anh. Ôi ôi, ông cháu 37 tuổi trẻ nhỉ, thôi chú cắt cho nhá. Ôi chú. Chú cắt tay rồi. Ngồi đi, chú cắt tay rồi. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Quả mua cần chéo cháu đâu cháu. Ui. Quả đâu chú làm ăn kiểu gì vậy? Cắt toàn tóc mặt khách này. Ôi ông chú thông cảm cho ông chú quên không phủi. Hết thằng đệ rồi thì ông chú cắt kiểu gì ấy, sao nó không đến đến bây giờ. Mày nói chuyện kiểu đéo vậy ơ. Ôi thôi thôi, ông cháu ơi tôi thông cảm chú cả thằng đệ chú sai. Được không? Tôi thông cảm chú phải đi cho mày nhá. Quán chú làm ăn kiểu này lần sau nó không đến nữa đâu nhá. Thôi thông thông cảm chú cái. Thôi chú vừa đi cho mày nhá. Được, lần này cháu tha, tạm tha chú nhá. Ờ, lần sau đến chú nhá. Ôi chú giống mày ấy. Thằng này lần sau anh ấy nhiều tuổi rồi, gọi anh bằng anh mà cứ mày tao tao thì... Thôi có gì thông cảm không cháu nhá. Ôi cháu. Chú vừa đi cho mày đấy. Dạ. Ngại quá đệ.